안녕하세요, 여러분 Ren입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 5 của học 1000 từ vựng tiếng Hàn siêu tốc qua âm Hán Hàn. Phần này cũng sẽ gồm có 100 từ vựng, mình sẽ đọc lại hai lần để mọi người có thể đọc theo ha. Mọi người cứ cố gắng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì mọi người sẽ nhớ những cái từ này nhanh thôi. Để 그러면 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. 네, 그러면 시작합시다. 따라해보세요. 동풍, 동풍, gió đông. 동 ở đây có nghĩa là đông, 풍 ở đây có nghĩa là gió, 풍 gió, phong, phong có nghĩa là gió. Vậy thì 동풍, gió đông. 동문, 동문, đông ở đây là đông, 문 ở đây là cửa. Mình có cái 문 á, 문 bình thường tiếng Hàn mình nói 문 cũng là cửa, 동문 cửa đông. 활동, 활동, hoạt động. 활 đây có nghĩa là hoạt, 동 có nghĩa là động. 활동, hoạt động, mình có từ hoạt. 활발, 활발, từ này có nghĩa là 활 là hoạt, 발 là bát, là phát. 활발, 활발, hoạt bát. 운동, 운동, vận động. 운 là vận, 동 là động. 운동, vận động, còn có nghĩa là tập thể dục nữa. 운동. À, từ này 운 này là vận, này vận mình có 운명, vận mệnh, vận mạng á. 운 là vận, 명 là mạng, là mệnh. 운명, vận mạng, vận mệnh. 감동, 감동, cảm động. 동 ở đây có nghĩa là động, 감 ở đây là cảm. Mình có là 감각, cảm là cảm, khắc là giác, khẩm khắc cảm giác. Hình tùng, hình là hành, tùng là động, hình tùng hành động. Ý tùng, ý tùng, ý là di, tùng là động, ý tùng di động. Mình có từ di dân á, ý là di nè, minh là dân. Ý minh, di dân. Đô đồng, đô đồng, lao động. Đô là lao, thun là động, lao động. Thông mùn, thông mùn, thun là động, mùn là vật. Thông mùn, động vật. Mình có cái từ vật này trong từ mùn gà. Mùn là vật, kha là giá, mùn gà, vật giá. 자동, 자동, 자 là tự, 동 là động, 자동, tự động. Trong cái từ mà 자동차, xe tự động, tức là xe hơi á, hoặc là 자동문, cửa tự động, tức là cửa nó tự động mở ra mở vô, gọi là 자동문. 노동자, 노동자, 네, 노 là nô trong cái chữ mà lao động á các bạn, lao á. Thun là động, đủ tuần, lao động. Cha, cha ở đây có nghĩa là người ha. Đủ tuần cha, người lao động. Khung tuần, khung tuần. Công là cộng, thun là đồng. Khung tuần, cộng đồng. Khung này có nghĩa là công là cộng luôn nha các bạn. Mình có cái từ khung quần, công cộng. Khung là công, cung là cộng. Khung quần, công cộng. Thùng mình, thùng mình. Tông hồi nãy có nghĩa là đồng, là động, rồi là đông. Còn trong trường hợp này mình sẽ dịch nghĩa về đồng mà. Thun là đồng, men có nghĩa là minh, thùng mền, đồng minh. Thùng xì, thùng xì, tung là đồng, xì là thời, trong thời gian á. Thùng xì, đồng thời, mình có là xì gần, xì là thời, khăn là gian, xì gần, thời gian. Thùng nghỉ, thùng nghỉ, đồng ý. Thùng là đồng, y là ý. Thùng nghỉ, đồng ý. Mình có cái từ y này ở trong từ ý kiến, vì nó đứng đầu câu nên nó sẽ đọc là ươi chứ nó không đọc là y giống cái từ này nữa ha. Ý kiến, ý kiến. Thùng nhổ, thùng nhổ, tung là đồng, nhô là liêu.
thùng nhô, đồng liêu tức là cái người mà cùng làm việc với mình sẽ gọi là thùng nhô nè. Chỗ này mình sẽ có cái cách đọc, nguyên tắc đọc khác nha. Pạch chim là chữ ngờ, khi theo sau nó là phụ âm tiếp theo sau nó là chữ r. Thì cái chữ r này mình đọc thành chữ n, mình sẽ là thùng nhiều, thùng nhổ, nói đồng liêu riết đọc đồng nhiêu luôn, thùng nhổ nè, thùng nhổ đồng liêu, thùng phổ, thùng phổ, tông là đồng, phô là bào, thùng phổ đồng bào. Mình có cái bào này mình có là gì ta, chú phổ, kiều bào á các bạn, kiều bào là người 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 ví dụ như kiều bào Mỹ, mình người Việt sống ở Mỹ gọi là kiều bào Mỹ, Việt kiều á, kiều phổ, kiều bào. Thùng chậm, thùng chậm, tung là đồng là cùng nè, đồng tức nghĩa là cùng á, chăm là từ chăm trong từ tham gia, tham gia tạ từ tham gia, chăm cả tham gia, chăm cả. Thùng cầm, thùng cầm, tuôn ở đây nghĩa là đồng, khâm ở đây là cảm, cảm trong cảm cúm cũng vậy, khâm chỉ cảm khí cảm cúm để khâm chỉ. Thùng cầm có nghĩa là đồng cảm. Thùng bụt, thùng bụt, thùng ở đây có nghĩa là đồng hoặc là đông, để trong trường hợp này là đông mà. Bụt, bụt ở đây là trang phục đồ quần áo, thì thùng bụt có nghĩa là đông phục, đông phục tức là quần áo mùa đông đó các bạn, gọi là thùng bụt. À tùng, à tùng, a là nhi tức là em bé, thùng là đồng, à tùng nhi đồng. Thùng nhổ, thùng nhổ, thùng là đồng, vô là dao, thùng nhổ đồng dao là những cái bài hát đồng dao mà mình hay hát cho em bé nghe đó. Xin tùng, xin tùng, xin là thần, thùng là đồng, xin tùng thần đồng. Mình có xin á, là thần quỷ thần ở các bạn, trong cái từ khi xin quỷ thần nè, khi là quỷ ma quỷ, xin là thần, khi xin quỷ thần. À tung phục, à tung phục, hồi nãy mình có a, a là nhi tức là trẻ em á, thì cái này đồ trẻ em nha. Tung, tung là cái đồng, phục đồng. À tung, à tung, à mian, a là nhi, tung là đồng, à tung là nhi đồng là em bé, phục ở đây là quần áo thì mình sẽ gọi là à tung bút là đồ trẻ em, quần áo trẻ em. Thùng xăng, thùng xăng, tung á là đồng, xăng á là cái bức tượng đó các bạn, bức tượng sẽ gọi là xăng, thùng xăng tượng đồng. Thùng cầm, thùng cầm, thùng là đồng, cầm là cái gươm, gươm kiếm á, gọi là cầm, thùng cầm đồng, gươm đồng, gươm bằng đồng, cái kiếm bằng đồng. Màn trù, màn trù, màn là màn, màn trù là thầu, màn trù màn thầu, màn thầu. Trù nè, trù nè, tu là đầu, nê là não, trù nè đầu não, tức là cái não của mình sẽ gọi là chu nè. Chu bu, chu bu, chu là đầu là đậu, bu là phụ, chu bu đậu phụ là đậu hũ. Đục tử, đục tử, đục ở đây là xanh, chu là đậu, đục tử đậu xanh. Ví dụ như mình có trà xanh á thì mình có đục cha, đục ở đây là xanh, cha ở đây là trà, đục cha trà xanh. Ý tức, ý tức, y là lợi, trong cái từ ý ích lợi ích, tức này là tức luôn, ý tức lợi tức. Thăng cấp, thăng cấp, tương là đẳng cấp là cấp, thăng cấp đẳng cấp. Thùng tiền, thùng tiền, tương là đẳng, thùng là đồng, thùng tiền đồng đẳng. Bùi phong tiền, bùi phong tiền, bất bình đẳng, bùi là bất, phong là bình, tưng là đẳng,
Phu là bất tức là không á, bất là không. Pyeong bình tương đẳng, phu pyeong tương bất bình đẳng, tức là không được công bằng. Phu pyeong tương. Xin hu tương, xin hu tương. Xin là tính, hô là hiệu, tương là cái đèn á, cái đèn mình sẽ gọi là tương ha. Thần tương đèn điện á, tương là cái đèn vậy đi. Xin hu tương đèn tín hiệu. Từ xin này là tính trong cái từ xin tu các bạn, tín đồ nè. Xin tu hu là hiệu, mình học nhiều rồi, ví dụ như là hu chinh hiệu đính, tức là cái tên gọi hu chinh nè. Khương quang tường, khương quang tường, hồi nãy mình có nói tương là cái đèn, khương là hình, huỳnh á, quang là quang. Khương quang tường đèn huỳnh quang. Khoe rắc, khoe rắc khoái lạc, khoe là khoái, rắc là lạc, khoe rắc khoái lạc. Alak, trong trường hợp này mình sẽ đọc là, mình sẽ đọc ra tiếng Hàn là alak nha, alak gọi là an lạc á. An là an, rắc này là lạc, alak an lạc. Khăn lắc, khăn là hưởng, lắc là lạc. Nè, cái chỗ này á, quy tắc phát âm thì chữ ng, bà chim là chữ ng, theo sau là chữ r. Thì á, cái chữ r này mình phải đọc nó thành chữ n nha các bạn. Mình sẽ đọc là khăn lắc, khăn lắc chứ không hả? Khăn rắc nha. Khăn lắc hưởng lạc. Khưng lắc cực lạc. Chỗ này lại có quy tắc phát âm nữa nè, mấy cái chữ mà có cái rr này là phát âm quy tắc quá trời luôn nha. Bạch chim là chữ kiok, theo sau nó là chữ real nè. Thì lúc này á, chữ kiok á mình sẽ đọc nó thành chữ yên là chữ ng, còn chữ r này á là mình sẽ đọc nó thành chữ n. Vậy chữ cức này mình không đọc à, cức mà mình đọc là cưng. Chữ rắc này mình sẽ đọc là nặc, cưng nặc, cưng nặc. Rồi, cức này là cực, còn nấc này là lạc. Cưng nấc, cực lạc. Hôn lần, hỗn loạn. Nè, hôn là hỗn, ranh là loạn. Trong trường hợp này cũng có nguyên tắc phát âm luôn. Trời ơi, thật là kinh khủng. Nè, bạch chim, từ có bạch chim là chữ N, theo sau nó là chữ R. Thì, ở chỗ này, chữ R này mình sẽ biến đổi thành chữ L luôn nha. R, N này mình biến đổi thành chữ R và chữ này mình giữ nguyên. Khi giữ nguyên thì hai chữ R gặp nhau thì cái chữ thứ hai mình phải đọc là L. Chỗ này mình đọc là L ha. Chỗ này thì mình đổi thành R thành hun lần. Không phải là hun lần mà là hun lần, hỗn loạn. Rồi, tiếp tục nha. Khăn lắc, khăn, thưa các bạn, khăn lắc, khăn lắc giống như hồi nãy ha, giản lược. Khăn là giản trong từ đơn giản, khăn đàn đơn giản ha. Để lắc này là lược, y như hồi nãy bà chim là chữ r gặp chữ n, n gặp r đây nè, thì cái chỗ này mình sẽ đọc là r và chỗ này thì mình đọc là l. Khăn lắc, khăn lắc giản lược. Chèn lắc, chèn nặc sách lược. Chỗ này từ check mình sẽ đọc là ngờ, chỗ này thì mình sẽ đọc là lờ. Đờ, chèn nặc, chèn nặc. Rồi, không có đọc là check rắc mà đọc là chèn nhặc, chèn nhặc. Và chim là chữ cờ, theo sau nó là chữ r. Thì như hồi nãy mình có nói cờ thì đọc thành ngờ, còn r thì đọc thành n. Chèn nặc, chèn nhặc sách lược. Mô đặc, mô đặc. Mô là mưu, rắc là lược. Mô đặc, mưu lược. Phù lăng, phù lăng. Phù là bất, lăng là lương. Phù lăng, bất lương. Nè, phù này là bạch chim là chữ R, theo sau cũng là chữ R, thì chỗ này mình đọc là L ha. Phù lăng, bất lương. Hoặc là cái hàng mà bị lỗi mình cũng gọi là phù lăng nha các bạn. Phù lăng. Chỗ này mình sẽ đọc là gì đây các bạn? Sơn lần, sơn lần.
Lặng thiện lương, son ở đây có nghĩa là thiện, lặng là lương ha. Và quy tắc đọc thì mình cứ đọc bình thường. Bạch chim là chữ cờ, theo sau nó là chữ r, thì chỗ chữ cờ này mình sẽ đọc thành cái gì đây các bạn? Thành r. Và hai chữ r gặp nhau thì chữ phía sau mình đọc thành l. Xoay lần né thiện lương. Su đằng, su đằng, su là số, đằng là lương, là lượng, su đằng số lượng. Hâm nhằng, hâm nhằng, rồi chỗ này lại quy tắc nữa. Hâm là hàm, răng là lượng, hâm nhằng là hàm lượng. Bạch chim là chữ m, theo sau nó là phụ âm r, thì mình sẽ cái chữ chữ r này á, mình sẽ chuyển nó qua thành chữ n ha, và mình đọc là hâm nhằng hàm lượng. Dặn cực lưỡng cực, dặn là lưỡng tức là hai bên luôn á, cực là cực, dặn cực lưỡng cực tức là hai cực á, dặn cực lưỡng cực là hai cực ha. Khuỳ lần, chỗ này mình sẽ đọc là khuỳ lần nha các bạn. Mới nói hồi nãy là bạch chim là niên, theo sau nó là riêng là chữ r, thì cái chỗ chữ niên này mình sẽ biến thành chữ r, và hai r gặp nhau thì r thứ hai đọc là l. Khuỳ lần là quân lương, khuân là quân, đang là lương, khuỳ lần quân lương. Huấn huấn này là huấn, lần luyện luyện, giống y như cái hồi nãy bạch chim là n mà theo sau nó là bạch chim là phụ âm r, thì cái chỗ bạch chim n này mình sẽ biến thành real khi đọc, và hai chữ r gặp nhau ở cái vị trí cuối và đầu thì cái chữ thứ hai mình đọc là l. Huấn luyện. Dẫn chờ liên kết, dân là liên, chơi là kết, dẫn chờ liên kết, chơi này kết trong cái từ chơi quả, kết quả đoạn, chơi là kết, qua là quả, chơi quả kết quả. Dẫn xúc liên tục, do là liên, xúc là tục, dẫn xúc liên tục. Từ đây mình sẽ đọc là gì đấy các bạn? Thầm nhọng nè, hồi nãy mới nói xong ha. Bạch chim là chữ m, theo sau nó là phụ âm r chữ r, thì cái chỗ chữ r này mình sẽ đọc lại thành chữ n, thành thầm nhọng. Thầm nhọng là chiếm lĩnh, thầm là chiếm, nhọng là lĩnh, thầm nhọng chiếm lĩnh. Hôn lễ, chỗ này là hôn là hôn, rê này là lễ. Hôn lễ, hôn lễ, nguyên tắc đọc vẫn như hồi nãy, n gặp r, n là bạch chim, theo sau nó là chữ r, thì cái chỗ chữ n này biến thành r, hai r gặp nhau ở vị trí đầu cuối thì chữ thứ hai đọc là l, vậy thì mình sẽ đọc là hôn lễ. Mù đề, mù là vô tức là không á các bạn, rê là lễ, mù đề vô lễ tức là không có lễ phép thì gọi là mù đề. Thằng nè, rồi chỗ này thằng là tang, rê là lễ, thằng nè tang lễ. Rồi như hồi nãy luôn, nguyên tắc phát âm nó gặp mấy chữ ngờ, chữ r này là khủng khiếp à, ngờ theo sau nó là real là chữ r, thì chữ r này á mình sẽ đọc là chữ n ha, nên chỗ này mình sẽ đọc là thằng nhẹ tang lễ. Chồng nhẹ, chồng là kính, rê là lễ, kính lễ thường á nó sẽ có, mình thấy là Hàn Quốc thường sử dụng trong hai trường hợp, chồng nhẹ tức là mình chào, hoặc là khi mà người trong quân đội á gặp nhau, gặp những cái người khác cái thường chồng nhẹ nghiêm nè, chân là kính, dê là lễ ha, giống y như cái hồi nãy mình mới học cái từ hồi nãy, thì bạch chim là chữ ngờ, theo sau nó là chữ riêu chữ r, thì chỗ chữ r này mình đọc là chữ n, mình sẽ đọc là chọn nhẹ không đọc là chọn rê nha các bạn, nghe rất là kinh khủng. Thầm nè, thấp này là đáp, trong đối đáp á các bạn, thấp chọn mình trả lời á,
D này là lễ. Trong trường hợp này nó cũng có quy tắc phát âm là patim là chỉ píp chữ bờ, theo sau nó là chữ r. Bờ mà gặp r thì chỗ bờ này mình sẽ đọc là m, và chỗ r này mình sẽ chuyển sang đọc là n. Vậy chỗ này mình thành m nè, chỗ này mình thành n nè, thì thành là thầm nè chứ không phải là tóc rê nha các bạn. Thầm nè, đáp lễ. Xa rè, xa rè, tạ lễ. Xa là tạ trong từ cảm ơn á, rê là lễ, tạ lễ. Nô win, nô win, nô này là lão, lão là già đó các bạn. In là nhân, đù win lão nhân tức là người già, nhân là người ha. Đù hoa, đù hoa, nô này hồi nãy mới nói là lão là già, hoa là hóa, lão hóa là bị già đi, già hóa đi ha. Nô yak cha, nô yak cha, nô là lão tức là cái già, yak là yếu, cha này là người. Nô yak cha, người già yếu. Nụ tùng, nụ tùng. Hồi nãy á, nô là lão, còn bây giờ nó sẽ có nghĩa là lao, mình bỏ dấu đi ha. Lão lao, nụ tùng là động, nụ tùng lao động. Nụ tùng già, nụ tùng già. Nô hồi nãy à, lao, tùng là động, nụ tùng là lao động rồi, mình thêm chữ cha, cha đây có nghĩa là người, nụ tùng già, người lao động. Chỗ này mình sẽ đọc là gì các bạn? Mùng nhục, mùng nhục nè. Múc là mục, rút là lục. Mùng nhục, mục lục. Đây có quy tắc phát âm nha. Chữ kiok, chữ cờ, theo sau nó là phụ âm r, tức là cờ gặp r. Thì ở đây cái chữ cờ mình sẽ đọc là ng, và chữ r thì mình sẽ đọc là n. Chỗ đây mình sẽ đọc là ng, đây là n, mình thành mùng nhục, mùng nhục. Lưu ý những cái phát âm của chữ R nha các bạn. Phụ đục, phụ đục. Bu ở đây là phụ, rút ở đây là lục. Phụ đục, phụ lục. Tức là ở sau cuốn sách đó hay có cái phụ đục với phụ lục để mình coi lại nội dung của toàn quyển sách ha. Phụ đục. Xin kỷ lục, xin kỷ lục. Xin ở đây là mới nè. Kỷ là kỷ, rút là lục. Xin kỷ lục, kỷ lục mới. Gió đồn, gió đồn. Gió là dư, đồn là luận. Gió đồn, dư luận. Ồn luận, ồn luận. Ngôn luận, ồn ở đây là ngôn trong từ ngôn ngữ đó các bạn. Ồn nó, ngôn ngữ. Rôn ở đây có nghĩa là luận. Nè, khi này, cái này là nguyên tắc phát âm tiếp nha. Nói hoài nguyên tắc phát âm mà. N, thạch chim là chữ niên. Theo sau nó là riêng là chữ r. Thì lúc này chữ n này sẽ biến thành r, khi đọc biến thành r, và r gặp r ở vị trí pạch chim và vị trí phụ âm đầu thì cái thứ hai mình sẽ gọi là ồn luận, ngôn luận. Thô luận, thảo luận. Thô là thảo, luận là luận. Thô luận, thảo luận. Kết luận, kết luận. Chơi ở đây là kết, trong cái từ mà chơi qua hồi nãy mình mới học á là chơi qua. Chơi là kết, qua là quả, chơi qua kết quả. Rồi có quy tắc nữa, bạch chim là chữ r, theo sau nó là chữ r nữa, hai chữ r gặp vị nhau ở vị trí bạch chim và vị trí phụ âm đầu thì chữ thứ hai đọc là l. Chơi luôn không đọc là chơi luôn nha. Chơi luôn, kết luận. Ý luận, ý luận. Y là lý, luôn là luận. Ý luận, lý luận. Tài liệu, tài liệu. Tư liệu, tà là tư, là tử, là người luôn á. Liệu là liệu. Tài liệu, tư liệu. Chế liệu, chế liệu. Chế là tài, liệu là liệu. Chế liệu, tài liệu. Tài liệu còn có nghĩa là nguyên liệu nữa các bạn. Khi mà bạn nấu ăn á, thì chế độ tức là nguyên liệu bạn nấu ăn luôn ha. Chế độ có nghĩa là tài liệu, nguyên liệu. Dầu lộ, đây, do là nhiên, lô là liệu,
Giờ là nhiên liệu. Rồi, lưu ý thêm một chỗ đây nữa nha. Giờ, khi mà patim là chữ N, theo sau là chữ R, thì chữ N này mình sẽ biến thành R. Và R gặp R ở hai cái vị trí này thì mình sẽ đọc là L. Yellow, yellow. Nhiên liệu. Dung quăng. Dung này là long á các bạn. Long là con rồng á. Quăng là vua, vương. Vương tức là vua. Dung quăng, long vương tức là vua rồng. Dung quân, dung quân. Dông là dung, dung là long. Cung, cung ở đây là cung. Dung cung, long cung tức là cái vua của cái cung của vua á, vua rồng á. Nè, dung là long. Dung phổ, dung phổ. Dung là long. Phổ, phổ là bào. Dung phổ long bào tức là áo vua. Thùng nhiều, thùng nhiều. Chủng loại, thùng là chủng, riêu là loại. Chỗ này cũng có quy tắc phát âm, patim là chữ ng, theo sau nó là phụ âm ri. Thì cái ri này mình sẽ đọc là n. Thùng nhiều, không đọc là thùng riêu nha các bạn. Yêu, yêu. Nhân loại, in là nhân tức là người, riêu là loại, yêu, nhân loại. Rồi cũng nguyên tắc phát âm y như hồi nãy, patim là chữ n, theo sau là ri là chữ r, thì chữ n này mình sẽ biến thành ri là chữ r, và khi r gặp nhau ở vị trí là patim và phụ âm đầu thì chữ thứ hai đọc là l, ilu, nhân loại. Pulu, pulu, phân loại. Pul có nghĩa là phân, riu này là loại. Pulu, phân loại. Y như cái nguyên tắc phát âm cái từ hồi nãy đó. Rồi, patim là chữ n, theo sau nó là chữ riel. Thì chữ n này mình sẽ biến đổi thành riel, và riel gặp riel ở vị trí patim và phụ âm đầu thì mình sẽ đọc là pulu, phân loại. Kyoryu, kyoryu. Kyo là giao, là giáo. Kyo trong trường hợp này là giao. Ryu là lưu. Kyoryu, giao lưu. Kiryu, kiryu. Ki ở đây là khí, trong cái trường hợp mà mình có từ khủng ghi á, không khí á. Ryu ở đây là lưu. Kiryu, khí lưu tức là luồng không khí. Nó lưu trong không khí á, thì mình gọi là khí lưu, luồng không khí ha. Hâm niu, hâm niu. Hấp là hợp, riu là lưu. Hâm niu, hợp lưu, lưu. Trong trường hợp này cũng có quy tắc là pi up chữ b làm bạch chim, khi gặp theo sau nó là chữ r. Thì mình như hồi nãy bình thường thôi, này mình có nói mấy lần rồi. B, b này mình sẽ đọc thành m, và r này thì mình sẽ đọc thành n. Trường hợp này mình sẽ đọc là hâm nhiều, hâm nhiều, hợp lưu. Hê liu, hê liu. Hê, han ở đây là hàng, riu ở đây là lưu. Hê liu, hàng lưu tức là làn sóng hàng á. À, hồi xưa khi mà mình người Việt mình chưa có xem phim hàng nhiều á, thì nó có những cái bộ phim nổi tiếng, nó làm cho người ta theo cái trào lưu Hàn Quốc á, thì cái Hallyu này là cái trào lưu mà theo Hàn Quốc á, là làn sóng Hàn. Ví dụ như là ở Việt Nam mình có trào lưu là cắt tóc Hàn Quốc nè, hoặc là mặc quần áo Hàn Quốc nè, hoặc là hóa trang trang điểm kiểu Hàn Quốc, thì đó gọi là Hallyu. Y như hồi nãy luôn ha. Này là quy tắc phát âm, bạch chim là chữ N, theo sau nó là chữ R, thì chữ N này mình sẽ đọc là R. Và hai thằng R này gặp nhau ở vị trí patim chim và vị trí phụ âm đầu thì cái chữ thứ hai sẽ đọc thành L. Hallyu, Hallyu. Hallyu, Hallyu. Ha này là hạ, riu này là lưu. Hạ lưu, trong trường hợp này nó có hai nghĩa, hạ lưu tức là cái người hạ lưu đê tiện á, còn thứ hai là hạ, Hallyu là hạ lưu của sông á. Nè, Hallyu. Dòng nhiều, dòng nhiều. Nghịch lưu tức là dòng chảy ngược ha. Dốc này là nghịch, riu là lưu. Dòng niu, nghịch lưu tức là dòng chảy ngược. Mình cũng có quy tắc phát âm cờ, patim là kiok, theo sau là riel. Thì cái chữ cờ này đọc là ngờ, còn chữ r này sẽ đọc là n. Dòng niu,
영류, 네. 전류, 전류, điện lưu, 전 ở đây là điện cho cái 전기 á các bạn, điện, lưu này là lưu. Rồi, quy tắc phát âm y như nãy thôi. Bạch chim là kiosk, theo sau nó là real, thì kiosk bị biến thành gì các bạn? Real, niên chứ miệng, miệng miệng, này là mà kiosk nha, niên nha, niên bị biến thành real là biến thành chữ R, và R, hai chữ R gặp nhau ở vị trí bạch chim và vị trí phụ âm đầu thì cái chữ thứ hai mình đọc là L. Thử lưu, thể rút, thể rút, thê là đại là lớn, rút là lục, thể rút đại lục. Phẩm nhuận, phẩm nhuận, pháp là pháp, rule là luật, phẩm nhuận pháp luật. Mình có quy tắc phát âm y như hồi nãy thôi, bạch chim là chữ p, p theo sau nó là chữ r, chữ r thì nó gặp nhau ở hai vị trí này, chữ b sẽ đọc thành m và chữ r mình sẽ đọc thành n, mình sẽ đọc là phẩm nhuận, phẩm nhuận pháp luật. Q quy luật, Q là quy trong cái từ Q tích, quy tắc đó các bạn. Q tích, Q này là luật, luật trong cái phẩm như luật pháp á. Vậy thì Q là quy luật. Thông il, thông il, tung này có nghĩa là đồng, là đông. Il này là nhất hoặc là nhật. Thông il, đồng nhất. Mạn lì, mạn lì, man này là vạn nè, ri này là lý, mạn lì là vạn lý, trong cái vạn lý, mạn lì sẵn son á, là vạn lý trường thành đó các bạn, mạn lì. Đó, cái này cũng có cái quy tắc phát âm hồi nãy giờ mình cũng nói hoài, n mà gặp r, tức là patim là niên, theo sau nó là real, thì niên này bị biến thành real, thành chữ r. R gặp R ở vị trí là patim và vị trí phụ âm đầu thì cái đầu thứ hai mình sẽ đọc là L, bali, vạn lý. Sim nì, sim nì, sim là tâm, ri là lý, sim nì, tâm lý. Cái này cũng có quy tắc phát âm là chữ biêm, chữ m, theo sau nó là chữ riêng, chữ r, thì chữ mi âm này bạn vẫn giữ nguyên là mi âm, nhưng mà chữ r này thì bạn sẽ biến thành chữ niên, mình sẽ đọc là xin nỉ, xin nỉ, tâm lý. Quản lý, quản lý, quản lý nè, quan là quản, tri là lý, quản lý, quản lý y như nãy luôn. Hoạch chim là niên chữ n, theo sau nó là riêng chữ r, thì chữ n này sẽ được biến thành riêng, và hai chữ r, hai chữ r gặp nhau ở vị trí patim chim và vị trí phụ âm đầu thì cái thứ hai đọc là l, quản lý, không đọc là quản lý nha, quản lý không phải quản lý nhé, quản lý. Từ cuối cùng pd, pd, p là phi, d là lý, pd phi lý. Wow, xin chào, vậy là mình đã học hết 100 từ rồi đó các bạn. Các bạn nhớ là đọc đi đọc lại nhiều lần để mình có thể nhớ dai hơn những từ này ha. 네, 그러면 오늘 여기까지입니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 그때까지 안녕히 계세요. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. 500 từ được đó mọi người. 네, 화이팅!